ban cho chúng con qua một tuần bình an. Để giờ đây chúng con đến đây học hỏi và chia sẻ lời Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con, xin Chúa mở lòng, mở trí chúng con ra để chúng con được tiếp nhận những lời Chúa đến với chúng con ngày hôm nay, để chúng con hiểu Chúa muốn nói gì với chúng con ngày hôm nay trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi mà Chúa lên núi biến hình, xin Chúa dạy dỗ chúng con, để giờ đó đức tin của chúng con mỗi ngày một lứa mạnh thêm. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Dạ, con. Gần hết rồi. Được rồi. Lúc rồi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọ trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Moses hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bây giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba liều, một cho thầy, một cho Moses và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì vì các điều hoảng sợ. Các ông đòi không sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Hôm nay đọc câu đó là lời Chúa hay quá. Sắp sửa lên đọc sách thánh được rồi. Hôm nay đọc đúng điệu đúng tâm. Đang đọc. Bây giờ ta đi, mình đọc lại lần nữa đi. Đọc phúc âm luôn, đọc lại lần nữa đi. Phúc âm, chúc mừng nghe Chúa Giêsu cho các Kitô tôi cho bánh mắt cô. Khi ấy Chúa Giêsu Chúa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao và người tiến hành một trước mặt các ông mặc áo người trở thành một chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môi-se hiện ra và làm đạo với Chúa Giêsu. Bây giờ Phêrô lên tiếng thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng tôi đưa thầy lên núi được lên đây là thì tốt lắm. Chúng tôi xin ba liều. Một liều thầy, một liều có Môi-se, một liều có Elia. Tôi đâu không rõ ràng nói gì thì các ông đều hoảng sợ. Có một đám mây bao phủ các ngài, từ trong đám mây có tiếng nói rằng: Thắng nhầm, đây là con của ta biết yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn xung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ có mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc
từ trên núi đi xuống. Chúa Giêsu hiện ra, Giêsu ra lệnh, cho các ông đừng thực lại những gì mà những điều gì mà những điều gì vừa xem thấy. Trước tiên con người từ cõi chết sống lại, các ông tuân lời căn nhận đó, chưa vẫn tự hỏi nhau từ trong cõi chết nghĩ là gì? Sống lại chứ sống lại là quan trọng đó nha. Sống lại. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Vâng, thì khuyên chị có nên đọc bài phúc âm thấy Chúa biến hình trên núi Tabor, người dắt ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đi lên đó mà người biến hình trước mặt các ông là Chúa biến hình, Chúa Giêsu biến hình, Chúa biến hình này tỏ ra là Chúa có quyền năng rất là cao. Chúa chỉ cho các ông biết là quyền năng của Chúa là như vậy để các ông thấy, các ông tin tưởng vào Chúa. Cũng như là Chúa cho thấy để ba môn đệ thấy, để cho biết quyền năng của Chúa cao, và Chúa dặn đừng có cho ai mà biết hết, tại vì nó chưa tới giai đoạn mà để cho biết, chưa tới lúc để cho mọi người biết. Đúng rồi. Rồi còn một ý nghĩa thứ hai nữa, ý thứ hai nữa đó là các anh chị nghĩ là gì không? Cái điều quan trọng hơn nữa, công mà ngài tỏ cái quyền năng của người, và đồng thời ngài muốn củng cố đức tin cho các ông. Cái đó là quan trọng. Tại vì Chúa sắp sửa tới cái thời kỳ mà Chúa chịu tử nạn rồi. Đó, cho nên là Chúa dẫn ba ông lên cái núi, và rồi Chúa tỏ quyền năng, và đồng thời để cho các ông thêm mà mạnh dạn cái đức tin để mà tin vào Chúa rằng Chúa quyền năng như vậy đó. Để khỏi sợ. Thế mà đến lúc mà một lần kia khi mà Chúa tỏ cho các ông biết rằng sắp sửa Chúa sẽ phải chịu đòn, chịu chết. Thế mà ông Phêrô hồi nãy cha giảng đó, ông Phêrô nghe tự nhiên kéo Chúa ra ngoài bên là Satan. Chúa đừng có làm như vậy. Chúa có quyền mà, Chúa như vậy không có được. Thế nhưng mà ông đâu có hiểu là Chúa quyền năng và Chúa muốn, Chúa muốn như vậy. Và cái quyền năng mà khi mà sau khi mà Chúa chết á, cái quyền năng cuối cùng á, mọi người biết là kinh ngạc là Chúa sống lại. Chúa sống lại là cái mục đích. Sống lại rồi thấy đẹp nữa. Đó, thì Chúa sợ các ông bị mất đức tin. Theo Chúa bao lâu nay, ba năm nay rồi, mà bây giờ tự nhiên Chúa chịu tử nạn. Nếu Chúa không dẫn ba ông này lên trên núi để mà tỏ ý quyền, thì mai mốt chắc ông bỏ không hết. Không có được tiền. Uổng công quá, theo Chúa ba năm rồi, tưởng đâu để Chúa có quyền năng làm sao chứ tự nhiên bây giờ. Cái mà biến hình á, là Chúa đã biết trước. Chúa cho các ông. Chúa thể hiện cho ba người tông đồ này để biết được Chúa quyền năng của Chúa. Đúng. Và khi Chúa bị xảy ra, thì vẫn giữ đức tin, tại vì cái quyền năng của Chúa. Nếu mà Chúa không cho thấy, mà khi mà Chúa bị nạn rồi là người này chạy đi, người khác chạy đi, cái đức tin nó sẽ lung lay. Vậy mà đến ngày đó lại chẳng làm những việc quá đẻ nhé. Có vậy đó, Chúa củng cố đức tin vậy mà tới ngày cuối cùng đó mà vẫn chạy. Nhưng mà cái đức tin, có cái đức tin này mới 12 người vẫn còn giữ lại. Đúng rồi. Lúc đó là Chúa Thánh Thần mới ban xuống tâm này. Đúng rồi. Để đi đúng rồi. Đi đâu đó thế gian để ra vậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính nhờ 12 tông đồ. 12 tông đồ đó thì có mất một Giuđa rồi. Ông không ngờ rằng là Chúa có quyền năng, Chúa phải bật ngược lại như thế nào chứ ai ngờ đâu.
ông cũng không nghĩ rằng khi mà ông hôn Chúa một cái mà người ta tới người ta bắt ông ấy, rồi Chúa cứ thinh lặng như vậy. À, Chúa cứ thinh lặng như vậy để cho cái bọn mà gọi là quân nhữ đến nó bắt Chúa. Ông cũng không ngờ, ông Giuđa cũng không ngờ là nó tự hình Chúa, nó không, ông không ngờ là thầy mình bị nó xử đối xử đến cho chết như vậy. Tưởng là sơ sơ thôi, tưởng sơ sơ ai biết đâu. Cái câu chuyện này á, theo mình biết á, theo cái lời Chúa mà để cho mình suy niệm ra mình biết được á, là Chúa trên trời đã sắp sẵn rồi cái vụ này rồi. Đúng rồi. Chúa cha, Chúa cha sắp sẵn. Cho nên mới là hiện, giống như núi mới hiện, Chúa hiện ra cho thấy. Cái thứ hai nữa là để cho loài người biết được Chúa sống lại. Nếu không có cái này làm sao mà Chúa sống lại được? Chẳng lẽ Chúa làm sao mà Chúa sống lại để cho cái loài người biết? Để cho loài người tin. Cái này là một cái củng cố đức tin nè. Anh muốn cũng Chúa củng cố đức tin cho các ông ấy, để cho ông vững mạnh mà theo Chúa, mặc dù mai mốt sẽ thấy thầy mình bị chết. Ừ, để mai mốt mấy ông phải đứng như theo cái gương của Chúa mà làm những gì Chúa muốn. Đúng rồi. Ông bảo vậy mấy ông làm theo. Mà các ông ấy sung sướng quá, ông còn đòi làm lều ở trên đó ở lại luôn, không muốn về trần gian. Thấy Chúa đẹp quá, thấy Chúa đẹp quá, thấy thành ra muốn ở lại luôn. Thế nhưng mà cái lúc mà các ông ấy nghe thấy cái tiếng nói của Chúa, Chúa Cha, tiếng nói là đúng, tiếng nói của Chúa Cha. Chúa Cha nói rằng đây là con tay yêu, rất yêu dấu, là nói về Chúa Giêsu. Đây là con tay yêu, các ngươi hãy nghe lời người. Đó, Chúa Cha đã lên tiếng, đã dặn sẵn như vậy rồi. Tại sao mà Chúa Giêsu lại ra lệnh các ông đừng có thuật lại cho những cho ai biết những điều về chúng ta? Tại sao vậy? Tại vì cái lúc này là sợ thầy bị, ví dụ như là những người tông đồ đây sợ thầy bị bắt quản loạn rồi. Thì lúc đó là nếu mà Chúa luôn cái tin mà sống lại Chúa hiện ra thì tất cả là đang xào xáo, đang lo âu này nọ, thì Chúa mới biểu khi xuống núi đừng có tung cái tin này ra, để cho thầy cho Chúa làm sao? Đó làm Chúa sống lại rồi bắt đầu.